trên ngàn dương văn thánh bà để nhìn trên ngàn lì đông quân tuần quan như sáng đền chân đây. Thank you.
điểm thân đi sáng cổ tay tựa ngà đâu chờ bụi tóc mai điểm trang được dắt chân huế cài châm nhi cài tiếng nói nho nhỏ khác nghi người trần gian tuyền cai bao lạc hà xa sông trời dựng quế trên rừng đào ngày đường mây gió trắng như sao lững lờ hai con sông nhan thâm cơ
điều quán vi chứng đàn duyên đa thi tăng cung giang cung phụng hoàng tôn thần thành đế tiên trung vương ý à. Soi cho chim cu thú rừng gọi nho được nghĩ ai sáng to ở bên non chơi một bò so sắc tốt nghĩ tuy dường xa lên trên ngàn lắm qua nhiều hoa ý à. Bách kiều xuân chiều ca vang, tay ơi biên bạc rực vàng, đem cho trăm họ giờ sang đời đời, đem cho trăm họ đi nơi giàu sang. Chầu trình thành kính con dâng lên, trước trình Phật thánh sau trình vua cha, trình lên cuộc mẫu bờ tòa. Ý à, à, à. Từ thành thị tới kinh đô soi cho đất nước bốn mùa thêm xuân đi đăng nghi ai sáng tỏa xa gần soi đường lục đạo trầm luân đi mọi loài soi đường lục đạo trầm luân mọi loài về bàn đến đây bóng dáng nàng tiên nữ hôm nay về bàn đến đây. Trên sơn trang tối ninh nghi hai hoa xào chơi khắp nơi chim oanh véo von rộn ràng cất tiếng ca vang người đồng hương hôm nay sáng vừa sáng yêu kiều xinh quá là xinh người sinh canh cũng hiểu tình người sinh canh cũng lung linh khác thương chân người đã bước tới đâu gieo mầm nhân nghĩa nỗi cầu vinh hoa miền tuy tựa thế sao xa trăng rằm tháng tám như là sao mai đẹp mờ như tố nữ trang đài ý à, 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 à. Không dám đơn sai nhất tâm bồ đồng hiếu trương bàn đền vui hát nhớ đón chồng về ngư vui
hỏi công nghi Chúa Thiên Thai. Sáng sinh hạ giới quyền nợ cái thương ngàn quyền cái bảo lạc hạ sang nghĩ à. Thánh xa hồi cung thánh toàn thiên thay để tam sầu thánh toàn thiên thay hạnh vân hạnh cũng làm dày so mưa thánh xa hồi cung an thai xã danh quý hương có sầu đề tư hách danh phạm trần thánh xa hồi cung sông hoa quê nhà suối lân sông hoa quê nhà. Chúa Tiên Thánh Nghi Châu Đệ Ngũ Giáng Đền Nở Chứng Nhi Tâm Đất Sơn Lâm Quyền Châu Cai Quản Khắp Thượng Ngàn Đi Sứ Lạng Tam Thanh Suối Lân Đi Sông Nghi Hóa Quyền Nở Thành
phát giấy vuông trồng nếp nướng khoai săn từ nừng gần xa dây dân đàn hái hoa làm thuốc gỗ cây rừng thảo dược thì tâm được xuôi bổ đức bên ân lễ dâng nhang cúi đầu lạy mẫu mười phương hộ trì tay dâng nhang niệm niệm từ bi ý à. Bài say đấu chiêu lục cung nặng ngân nặng ngái tốn dòng sơn sang tình ta tình bằng chú bằng soi rừng soi cho chim cu thú rừng gọi nho được nghĩ ai sáng to ngờ biển non chơi một vò so sắc tốt đi tươi dươm xa lên trên ngàn lắm qua nhiều hoa chỗ ba đốt đưa vào sáng sớm chiều bao hộ gần xa an lòng đắp nàng bà cười đúng người thổ đùa tôn đùa mưa gió thanh thông bà dạy dân phát giấy buồn trồng ý à thanh xa hồi cung cho lục cung nương sắc phong nghi cho lục cung nương vốn dòng lệnh tộc sinh trên đó thăm đền châu lục lục nơi nào hỏi xa đền lũ mà vào lối sang công nghi đồng
ngôi đền thờ hoa quả xanh um ý hà ý hà. Chờ bầm tin con trai
lanh sơn khuynh thủy gợn môi đầm đầm sen mi phớt đào tô bồng bềnh mái tóc sóng xô chấm mi hoa thoáng điểm mi thu hồ soi gương vì đồng tiết cũng tuần nhang dục đêm cho tới tòa vàng trong cung tay dâng hương trước cửa công đồng ý à bài sai đốn chiêu lục cung nắng nắng ánh vun sông nghi sơn trang tình nghi tình mong chúc mong rằng ý tình tình cánh mong chúc mong rằng mong mai mong nữa cơm nam trà ngàn tình tình hay sinh mai tình tình ý nghĩ hà soi soi chim phú thú rừng gọi nho được nghĩ ai sáng to mà bên non chơi một bò so xa tốt đi tuy dường xa lên trên ngàn lắm qua nhiều hoa ý à lắm quả nhiều hoa châu lục đột bước vào ra sớm chiều đồ bay làm chi vai đèo ý à đuốc đuốc tiền tỏa sáng lung linh bên lầu đẹp làm sao anh yêu đúc tiền tỏa sáng lung linh bên lầu đẹp làm sao bóng dáng nàng tiên nữ hôm nay về bàn đến đây à. Bóng dáng nàng tiên nữ hôm nay về bàn đến đây lộc tài châu mới ban ra bốn phương ngồi họp để đa nghi tháng ngày bán cho tiền tốt luôn xây bông lộc cho lắm về đây nghi càng nhiều bạn nên cho dài nhất sang nhiều ý ha cho bảy sơn trang cung tình mời cho bảy sơn trang thái nguyên bỏ bạch vào ra sớm chiều hồi cung dương văn châu tám bát làn để tờ đài thương nghi mắt ngàn thanh xa hồi cung 90 chiếc suối bao la thịnh mời châu chín vào ra ngủ đồng thanh xa hồi cung hai đêm đông bỏ chi năng trừ người nước kiệt cứu dân tiền thanh xa hồi cung ai đi Bắc Lệ bao xa ai đi chiêm bái phải qua đền eo
trên sơn lâm ngồi nghi cao mát nè cung thịnh mời châu bé tối linh linh kim chi ngọc diệp danh danh
trần thế lót vánh. Ngao du khắp hết đi rừng ngờ xanh khải hoan. Lúc phương nhàn sẽ loan cung tiến sáng hư đồng. Phấn nơn điểm son tô khăn làm áo lụa phất phơ. Hôm rằm mười tư
trên sơn trang nàng ngân như cô ai, các cô nàng con gái như thanh tân đua nhau áo chít quẩy chân, cổ đeo kim bạc đâu có bông hoa cài. Đi nhiều đường lắm lối lấy người ơi, châu đã xót nỗi đây đã giọt nỗi này thôi. Đôi đuôi đôi đuôi bao xa đến trên ngàn đi hái bông hoa, hái hoa mặc vì đêm đi biết bao thanh đồng chờ bóng ban kèn, biết bao thanh đồng chờ bóng ban. Hiểu cầu tất ứng tự nhiên, đỉnh khai kiểu chuyện khen liên ngọn núi thông, hoặc dù ai kiều đồng bắc ghế tiếp đàn tráng nghi lễ thanh như tâm cây giờ đến phép sơn lâm ý à. Phần xa đổ cho nam nữ trẻ già ý Châu ba về đông xẻ bóng sang khăn, đệ tử đánh hoa đời đời cầu đủ cho tốt lộc tốt tài ý à.